Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hưng Bọ Cạp. Thì ngày hôm nay cái video này mình sẽ làm về cái cách set tăng của cái con set tăng nuôi với con Red Edmore Setter. Thì cái video này mình làm để trả lời cái thắc mắc của một bạn nữ ở dưới miền Nam, khu vực miền Tây đấy. Bạn ấy có đặt mua con Red bên mình thì bạn ấy có thắc mắc cái cách set cái tăng của cái con Edmore Setter này. Thì ngày hôm nay thì cái video này mình sẽ làm cái tăng để cho bạn ấy nhìn theo bạn ấy làm, và đồng thời thì những bạn khác mà đang nuôi đó thì cũng có thể nhìn theo và làm theo cái cách của mình. Thì cái tăng nuôi của mình thì không như những người khác, người ta sử dụng nguồn dừa. Còn bên mình tiêu chí của mình luôn luôn là sử dụng đất các bạn nhé. Thì cái video nó sẽ như thế nào thì ngay sau đây xin mời các bạn đón xem. Ok, thì để trước khi làm cái tăng nuôi con Edmore Setter này, các bạn cần chuẩn bị những thứ như sau. Thì đầu tiên làm tăng nuôi thì chắc chắn là phải các bạn phải có một cái tăng rồi. Đây, mình đang có một cái tăng đây. Đó, cái tăng này trông rất là đẹp mắt này. Đó, cái tăng này. Cái thứ hai, cái để cái vật liệu tiếp theo mà cực kỳ quan trọng để làm cái tăng nuôi con Red này thì các bạn phải có đất. Đó, tiêu chí của mình luôn luôn là sử dụng đất các bạn nhé. Thì tại sao lại sử dụng đất? Bởi vì ngoài tự nhiên thì những con Red của Việt Nam mình nó đều sống ở dưới môi trường đất cả. Cho nên là không có lý do gì mà mình lại không sử dụng đất các bạn nhé. Đó, đất này. Thì bây giờ sẽ tăng như thế nào? Đơn giản thôi. Với mình ấy, mình như này. Đó, đầu tiên các bạn mở nắp ra. Đất. Đấy, đất này các bạn đã chuẩn bị. Đất các bạn chuẩn bị thì yêu cầu nó phải là đất sạch nha các bạn nha. Đất sạch là như nào? Đất sạch có nghĩa là nó không nhiễm hóa chất như là cái loại thuốc bảo vệ thực vật này, hoặc là nhiễm các loại phân bón hóa học vào trong này, thì được coi là đất sạch đối với con Red rồi. Thì nếu như mà các đất ở khu vực các bạn mà các bạn sợ nó bị nhiễm phân bón hoặc là thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật á, thì các bạn hãy rửa qua nước cho mình, các bạn đổ nó vào nước. Rồi các bạn quấy đều nó lên, sau đó các bạn để nó lắng rồi gạn nước đi. Gạn nó đi làm lại 2-3 lần như thế. Xong rồi thu lại cái đất lắng ở bên dưới đấy. Rồi sau đó các bạn hãy mang nó đi sấy qua nhiệt, qua lửa các bạn nhá. Thì sấy qua nhiệt, qua lửa như nào thì tự biết rồi. Các bạn có thể đổ vào một cái vật liệu dụng gì đó, xong nồi chảo chiếc gì đấy. Các bạn rang sao nó ở trên lửa là được. Nó khô là được nhá. Đó. Thì bây giờ làm tăng như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ làm ngay cho các bạn xem đây. Rồi mình sẽ đổ đất vào nhá. Này, đổ đất vô. Đổ đất vô, đó. Một lớp. Dày dày lên một xíu. Đấy. Đất mà nó đừng có mịn quá, nó cục cục thì càng tốt. Nếu có cục cục thì nó sẽ xốp xốp. Hoặc là nếu như kỹ hơn thì các bạn có thể trộn đất này với lại một ít mùn hữu cơ, mùn thực vật đấy, hoặc là các bạn có thể trộn chung nó với một ít trấu đấy để cho nó xốp. Thì sau khi các bạn đã đổ đất vào như này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xịt nước vào cho nó ẩm nhá. Bơm nước xịt vô. Đó. Ok. Cho nó ấm đi. Đó. Như này. Sau khi nó đã ẩm rồi. Đó, sau khi các bạn xịt ẩm rồi thì bây giờ các bạn ấy sẽ tìm một cái miếng vỏ dừa như thế này. Đấy, hoặc là các bạn sử dụng miếng gạch hay miếng gỗ thì cũng được, hoặc là một miếng ống PVC. Đấy, để làm gì thì cái miếng này các bạn sẽ dùng nó để đặt vô trong cái tăng nuôi này để các bạn làm cái nơi trú ẩn cho nó các bạn nhá. Thì con Red nó sẽ nằm bên dưới cái miếng này các bạn. Đấy, thì đối với mình đây thì mình sẽ sử dụng cái miếng vỏ dừa khô. Đó, thì nó đang khô như này thì mình phải xịt nước vào cho nó ẩm đi. Các bạn có thể mang đi ngâm trước cũng được cho nó ẩm cái miếng sơ dừa, miếng vỏ dừa đi. Đó. Đây,
Được rồi, bây giờ các bạn đặt vào đây thôi. Đấy, các bạn đặt này. Thì nên nhớ rằng cái miếng mà sơ dừa, miếng vỏ dừa hoặc là miếng gạch mà các bạn thả vô nó phải cần phải có cái phần lõm ở bên trong nhá, để nó tạo một cái khoảng trống để cho con rết nó sẽ chui ở dưới cái nền đấy, nó sẽ nằm bên dưới cái miếng vật liệu mà các bạn thả vào đấy. Đó. Đấy. Yeah. Đó. Đó, như vậy là đã xong cái phần chuẩn rồi. Đấy. Tiếp theo bây giờ thả con rết vào thôi. Đây. Rết đây. Mình sẽ thả rết vô. Đây. Đây là con Edmonton Greenleg. Giờ mình sẽ cầm mình thả nó vô. Này. Đấy. Thả xuống đây. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ lùa cho nó chạy ra. Đó, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Đó. Đấy. Nó thấy nơi chuẩn một cái hợp lý, một cái nó sẽ chui vào ngay. Thấy không? Rất đơn giản. Đấy. Đó. Vậy thôi. Một cái tăng nuôi con Red Edmonton cực kỳ đơn giản các bạn nhé. Cái nền đất này nè, nó sẽ khống chế độ ẩm. Đấy. Và nó sẽ giống với môi trường thật của con Red khi mà nó sống ở ngoài tự nhiên đấy. Rất đơn giản. Thấy chưa? Bạn nhìn chưa? Mình thả vô cái, nó sẽ chui ngay vào trong đấy, nó nằm cho nó liền. Đấy. Khi đến khi buổi tối các bạn cho ăn á, bạn thả dế hoặc rán ở bên ngoài này. Con dế, con rán ở ngoài nó chạy bên ngoài này cái, thì con Red ở bên trong này nó sẽ thò cái đầu ra và nó vồ lấy con mồi thôi, nó lôi vào trong nó ăn thôi. Thấy không? Đó. Thì có nhiều bạn sao rết của em của mình nó cứ trốn ở dưới đất hoặc nó đào hang dưới đất là nó có bị làm sao không, thì mình xin nói luôn là nếu mà con rết mà nó chui dưới đất nó đào hang như vậy đó mới là nó bình thường các bạn nhé. Chứ còn nếu mà nó cứ bò lan man trên mặt đất xong nó bò kiểu cuống cuồng đâm chỗ này đâm chỗ kia thì đó mới là con rết có vấn đề các bạn nhé. Đấy, thì cái tăng nuôi của mình đơn giản như vậy thôi. À, giờ mình để nắp vào luôn. Khoai sách này. Đấy. Này, thấy chưa? Rất đơn giản. À, mình quên. Quên chưa nhắc các bạn. Thì đây là cái tăng nuôi mình mô phỏng mình làm này cho các bạn nhìn thôi chứ. Cái này là tăng mới, mình chưa có đục lỗ các bạn nhé. Thì các bạn phải nhớ là phải đục nhiều hàng lỗ ở trên đây cho nó này. À, mà không nữa thì các bạn để cho con cái tăng nó vừa thoáng nó dễ thì các bạn hãy dùng dao hoặc cái gì đó các bạn cắt ra cho mình một cái lỗ ở trên cái nắp này này. Đó. Cắt một cái lỗ trên nắp này xong các bạn dán một tấm lưới, các bạn vít một tấm lưới ở trên này cho nó thoáng nha các bạn nhá. Làm như thế nó sẽ tốt hơn là mình đục lỗ nha. Đấy. Thì cái video xét cái tăng nuôi con Red Edmonton Greenleg của mình đến đây là kết thúc. Đó, thì chúc các bạn sẽ làm được một cái tăng ưng ý để cho con rết của mình nó sống và phát triển tốt nhất nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.